Chào các bạn, ngày hôm nay thì em sẽ có một clip so sánh hai cái mẫu tủ lạnh dưới 15 triệu của Bala. Rất là nhiều các bác muốn xem hai cái mẫu này, BC360GK và BC360WK. Hai cái thằng này thì sẽ có những đặc điểm giống và khác nhau như thế nào. Thì rất mong nhận ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn đăng ký để tiếp tục theo dõi các clip của TechZ, so sánh, giới thiệu, cập nhật giá thành các dòng tủ lạnh, máy giặt, điều hòa bán trên thị trường. Trước mắt các bác là hai dòng tủ lạnh với công nghệ của Nhật Bản, BC360 và BV360. Nó khác nhau BC và BV. Một thằng có giá là 14.490 tặng cái lẩu điện, một thằng có giá là 14.790 cũng tặng cái lẩu điện. Không lấy thì các bác có thể trừ đi 400.000. Với BC360WK này sau khi trừ hết quà còn 14.090.000, và BC360GK sau khi trừ hết quà thì còn 14.390.000. Chênh nhau có chút xíu thôi. Vậy thì hai cái mẫu này sẽ có những cái ưu nhược điểm như thế nào? Đầu tiên thì các bác sẽ cùng nhìn về cái hình dáng bên ngoài, nó đều có màu đen. Hai cái dòng này thì đều là cái thế hệ tủ có thiết kế ngăn đá ở bên dưới cùng có ngăn đông mềm. Hai thằng này thì đều có ngăn đông mềm rồi. Đây các bác nhìn này, đây là cái ngăn đông mềm này. Tuy nhiên thì cái khác biệt nó sẽ nằm ở cái đó là cái vòi nước. Tuy là rẻ hơn 300.000 có cái vòi lấy nước ngoài, nhưng mà BC360WK tại Ecomat bán ấy thì sẽ có cái thiết kế cái mặt này là mặt sơn thôi, nó không phải là mặt gương như con BV360. Thế hệ BV và BC này thì sẽ không có cái bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài như cái dòng BX. Dòng BX này sẽ có cái bảng điều khiển bên ngoài như vậy. Các bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ của ngăn đông hoặc ngăn mát, tăng giảm tùy ý. Còn hai cái thằng này thì về cơ bản là dung tích như nhau. Tuy nhiên thì nó sẽ khác nhau chính là cái vòi nước. Một thằng có vòi ngoài và một thằng mặt sơn và một thằng mặt gương. Đấy, đều có thời gian bảo hành 2 năm. Động cơ, tức là cái máy lén của nó bảo hành đến 12 năm. Với BV360GK thiết kế mặt gương màu đen thì sẽ có cái hệ thống cái ngăn mát có khả năng diệt khuẩn và khử mùi, có các cái khay kính chịu lực rất là chắc chắn, với hệ thống khay trứng và các khay để đồ ở bên cánh thì các bác có thể để được rất là nhiều những cái chai nước hoặc là những cái thực phẩm có chiều cao kích thước lớn ở bên cánh trên của con BV360GK này. Và cái ngăn đông mềm có khả năng diệt khuẩn và bảo vệ sức khỏe, nó đạt cái ngăn cấp đông mềm này đạt được âm 3 độ C, nhanh hơn gấp 4 lần so với ở các cái dòng tủ có ngăn đông mềm khác. Đấy, nên là chênh nhau 300.000. Nếu mà các bác thích sử dụng vòi nước nhiều thì các bác lấy con BC360. Còn các bác thích cái thiết kế mặt gương sang trọng như vậy và có ngăn đông mềm, có cái tốc độ cấp đông nhanh gấp 4 lần bình thường thì các bác lấy con BV360. Đấy, BC và BV nó khác nhau như vậy thôi. Còn về cơ bản thì đều có hệ thống thêm ngăn kéo và khay nhôm, nó truyền lạnh rất là nhanh, chịu lực tốt. Đấy, có con BC360 thì có thêm cái vòi nước ngoài và các bác có thể để đến 3 lít nước ở bên cánh như vậy. Đó là một số cái khác biệt giữa hai cái dòng tủ của Panasonic, BV360 và BC360, phân khúc dưới 15 triệu để mọi người cùng xem và tham khảo. Cảm ơn các bác.